Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TRD. Ngày hôm nay thì mình lại mang đến một dòng sản phẩm Mobi Goodison dành cho các kỹ sư đồ họa. Các bạn dùng trong lĩnh vực đó là đồ họa mô phỏng cũng như các bạn dùng để render dựng video 4K. Thưa các bạn, nếu nhìn ở trên bàn đây thì các bạn sẽ nhận ra đây là dòng sản phẩm của HP, dòng thế hệ mới. Đây là chiếc laptop HP ZBook 15G5. Sản phẩm được ra mắt lần đầu tiên năm 2018 và bán ra năm 2019. Từ đầu ra mắt thì sản phẩm có giá bán lên đến gần 50 triệu đồng. Sau gần 2 năm ra mắt thì chiếc máy hiện được xách tay về tại thị trường Việt Nam. Nó sẽ có giá bán khoảng tầm 38 triệu đồng, máy mới, đập hộp. Còn nếu như các bạn sử dụng các dòng sản phẩm cũ đã qua sử dụng rồi thì đâu đó nó sẽ có giá bán thấp hơn khoảng tầm từ 30 đến 32 triệu đồng. Chiếc máy của mình mang về được trang bị cấu hình phần cứng rất mạnh, đó là i7-8850H kèm theo RAM của nó lên đến 32GB RAM các bạn ạ. 32GB RAM và ổ cứng SSD 512GB NVMe. Và dòng sản phẩm sẽ được trang bị card màn hình Quad Pro, đó là P2000 với dung lượng 4GB với một chiếc màn hình độ sáng lên đến 600 lít các bạn ạ. Đấy, loa Bang & Olufsen. Hứa hẹn đây là một dòng sản phẩm vừa làm việc vừa giải trí tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ dòng sản phẩm xách tay tại thị trường Mỹ về, đó là chiếc HP ZBook 15G5. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, đây là sản phẩm trên bàn của chúng ta đây, chiếc HP ZBook 15G5. Các bạn sẽ thấy một nét thiết kế tối giản với khung bằng hợp kim nhôm, một logo vô cùng trừu tượng mới của HP. Với khung gầm hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối, các bạn sẽ thấy một thiết kế liền khối vuông thành sắc cạnh, đây, đặc trưng của HP. Với bề mặt có thể chịu 200kg, với tiêu chuẩn quân đội đó là STD 80G về độ bền. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,6kg. Các bạn sẽ thấy là ở đây có hai lỗ nhỏ nhỏ, đây là lỗ mic các bạn nhé. Đằng sau này các bạn sẽ thấy chữ Mobi Goodison này, một thiết kế cực kỳ chắc chắn. Nếu các bạn nhìn đằng sau đúng không ạ, nó sẽ không dày, không mỏng. Nó thực sự đối với kỹ sư đồ họa là chúng ta cần một chiếc máy nó phải chắc chắn như này, chống chịu trong mọi môi trường. Các bạn sẽ thấy bên cạnh phải của mình sẽ có cổng sạc chân nhỏ như này, hai cổng thu nước bầu 3, song song, HDMI, USB, phone mic được tích hợp chuẩn 2.5 và ở đây chúng ta sẽ có một đầu đọc thẻ SC. Đằng trước là một LED thiết kế tối giản và đây sẽ có một cái cờ để chúng ta mở máy ở đây. Hơi lệch ra một chút các bạn ạ. Không bố trí bất kỳ một tín hiệu nào đằng trước. Ở bên cạnh trái thì các bạn sẽ thấy ở đây là có cổng LAN, hai cổng USB, đầu đọc thẻ. Đây là SD. Đây các bạn rút ra nhé. Bên dưới của máy đây. Một thiết kế vô cùng tối giản. Tớ sẽ mở luôn chiếc máy này ra xem nội tạng bên trong của nó như nào nhé. Các bạn thấy không ạ? Một thiết kế rất thông minh. Chỉ đẩy duy nhất một chiếc lắp ra là chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong của chiếc máy. Các bạn sẽ thấy đây là khe cắm WAM này để chúng ta có thể dùng mạng 4G này. Và đây song song sẽ có hai ổ cứng để chạy RAID. Có nghĩa là chúng ta có thể chạy ở chế độ RAID hai ổ cứng tự động sao lưu dữ liệu cực kỳ an toàn cho chúng ta. Hai slot cắm RAM và hai slot trên bàn phím là 4 slot. Chúng ta có thể cắm tối đa 128GB RAM. Ở đây có một khe nhỏ này. Các bạn sẽ thấy đây là khe cắm SIM để chúng ta dùng mạng nhé. Lưu ý muốn cắm dùng mạng là chúng ta phải cắm WAM ở đây để chúng ta dùng được. Và đây là khe cắm ổ cứng 2.5 inch đang để trống. Có nghĩa là chúng ta muốn cắm dùng ổ cứng này thì chúng ta phải có một cái cáp nữa để chúng ta cắm thì mới cắm được thêm ổ cứng 2.5. Còn đây để chờ thôi các bạn ạ. Chiếc máy sẽ có hai cột tản nhiệt ở đây. Các bạn chú ý đi, chiếc máy chúng ta sẽ cho phép nâng cấp ổ cứng, nâng cấp RAM. Ngoài ra các linh kiện khác không có khả năng nâng cấp. Nó được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ bao gồm CPU và GPU. Đây thì mình sẽ mở tiếp chiếc máy này ra để xem bên trong của nó như nào các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, hí hoáy một lúc thì mình đã mở được ra rồi. Các bạn sẽ thấy là rõ ràng bên trong sẽ có hai cột tản nhiệt, hai ống đồng và cảm hình chipset thì các bạn sẽ thấy nó bên cạnh nhau. Chipset ở bên dưới. Cảm hình thì các bạn sẽ thấy nó to hơn một chút, còn bên có GPU nhỏ hơn một chút. Đó. Có nghĩa là dòng này thì lại khác hẳn so với những dòng ZBook thế hệ trước là chúng ta cắm module mà đây onboard trực tiếp trên bo mạch chủ. Thành ra là cũng hơi khoai. Nếu trong trường hợp chết CPU hay chết GPU thì các bạn bắt buộc phải thay cả bo mạch đi các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta sẽ có một thiết kế truyền thống của các dòng HP. Các bạn sẽ thấy là HP vẫn giữ cái viền màn hình dày, không quá mỏng. Mình vẫn thích cái thiết kế như này. Mình không thích mỏng manh mà hay dễ vỡ. Bởi bản thân mình cũng hay dùng những chiếc máy này để mình dùng để render video 4K. Mà tính của mình thì nó thực sự các bạn không được cẩn thận cho lắm. Nên với một chiếc máy mình cần đó là hiệu năng cao và bền bỉ. Đấy, kể cả rơi cả vỡ không làm sao cả. Chỉ cần bảo vệ chiếc máy ngon này là ok. Các bạn sẽ thấy là camera có thể che đi. Đó. Đây.
Màn hình 15,6 inch Full HD, độ sáng lên đến 600 nit các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu 111%. Logo, các bạn sẽ thấy một logo HP trừu tượng luôn này. Các bạn nhìn này, chưa đâu. Sáng phím này. Một bàn phím quá tuyệt vời luôn. Nếu như Lenovo có bàn phím của ThinkPad tốt thì HP sẽ có bàn phím của các dòng ZBook cũng như các dòng EliteBook dùng rất tốt. Vẫn giữ con chuột truyền thống ở giữa này, các bạn sẽ thấy là chuột checkboy này, đó. 6 phím bấm một con chuột. Rất chắc chắn. Này, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Dê rất là sướng luôn. Đây là bảo mật vân tay các bạn nhé. Bàn phím phụ này, loa bang con sen này. Những lát cắt cực kỳ tinh tế ở bên trên, phím mất nguồn có đèn LED. Rất tuyệt vời. Sơn nó này, phủ một lớp này rất là đặc biệt luôn. Tớ sẽ xem bên trong của nó nào. Bluetooth đầy đủ nha anh em nhé, Bluetooth vân tay của nó này. Audio này, đầy đủ hết các tính năng nhé. Wi-Fi này. Đây là Bluetooth 5.0 của nó đấy các bạn ạ. Con này mình tìm hiểu là Bluetooth 5.0. Wi-Fi AC của nó con này là này, 9560 này. Băng tầng của nó 160MHz. Vâng, thưa các bạn đã thấy là mình nắp chiếc ổ cứng đó là 970EVO. Mình nắp vào để test chiếc máy này. Với tốc độ đọc của nó lên đến gần 3,5GB một giây. Và tốc độ ghi của nó lên đến 3,3GB, gần 3,4GB. Đây là một chiếc ổ cứng có tốc độ khủng nhất. Hỗ trợ các bạn làm các trình duyệt về đồ họa, các bạn loát ứng dụng thì đây là một ổ cứng vô cùng tuyệt vời. Samsung 970 EVO. Vâng, thưa các bạn, để chứng minh khả năng tản nhiệt cũng như chạy phần cứng của chiếc máy này, các bạn có thể thấy đây là phần mềm Full Max mà mình chuyên chấm điểm GPU của máy. Với điểm số ở đây các bạn sẽ thấy là được 39 đến 38 hoặc 39 FPS. Và khi chạy ở chế độ hiệu năng cao thì các bạn có thể nghe thấy quạt trong máy cũng hoạt động, hai quạt hoạt động hết công suất. Mặc dù là không quá ồn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy rất rõ. Các bạn sẽ thấy nhiệt độ của GPU sẽ ở ngưỡng là 72 độ C và chạy đã bắt đầu dừng rồi này. Trong khi đó nhiệt độ của CPU đó là cũng 72 độ. Đây, tương đương nhau. Và mức FPS nhận được ở đây. Với sức mạnh như này các bạn yên tâm, với các phần mềm render cũng như các bạn dựng đồ họa, dựng kỹ xảo mô phỏng, chiếc máy chạy chắc chắn rất là tốt. Với nhiệt độ như này thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc Mobi Workstation có khả năng tản nhiệt ok các bạn nhé. 72 độ. Vâng, thưa các bạn ạ, với sức mạnh của cảm ứng hình Quark Pro để làm gì ạ? Nó sẽ hỗ trợ các bạn trong lĩnh vực đồ họa mô phỏng, các bạn dựng các ứng dụng về 3D, 4D. Các bạn thấy đây là phần mềm CPM 15R quen thuộc mà mình hay chấm điểm đồ họa. Với cảm ứng hình ở đây, Quark Pro P2000 với dung lượng 4GB và con chip của nó là Core i7-8850H này, 6 lõi 12 luồng 2.6. Các bạn lưu ý cả CPU và GPU onboard trực tiếp trên board main. Với bản này thì bản P2000 với dung lượng là 4GB. Các bạn nhìn mức FPS rất là cao. Điểm số FPS của một chiếc card 4GB nhưng hỗ trợ trong đồ họa mô phỏng lên đến 113,86 FPS. Rất tốt để các bạn làm đồ họa mô phỏng. Đặc biệt là các bạn chạy các ứng dụng giả lập thì cũng rất là tốt. Bởi vì CPU này cũng rất là khỏe. i7-8850H 6 lõi 12 luồng. Các bạn sẽ thấy là khả năng render của nó này, nó chạy loát này. CPU càng khỏe, CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng, hỗ trợ càng hay càng nhanh. Vâng, thưa các bạn, là điểm số của máy nó lên đến 1037 CB. Nếu tối ưu hóa phần cứng thì có thể lên hơn một chút, bởi vì phần mềm ở đây thì mình cài chưa update hết, có lẽ nó sẽ điểm chấm như này. Còn thông thường với chip 8850H thì nó phải chấm khoảng 1100 thì mới đúng các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, màn hình của chiếc máy mới là chất với độ sáng lên đến 600. Mình giới thiệu ngay ở đầu rồi. Và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 111% sRGB. Âm thanh này. Âm thanh và hình ảnh của chiếc máy thì nó quá là tuyệt vời luôn. Đó. Các bạn nghe sướng không? Độ sáng 600 vẫn là độ sáng lớn nhất cho màn hình laptop hiện nay. Với góc nhìn lên đến 178 độ. Đấy, các bạn có thể nghe thấy âm bass của nó cực kỳ chắc. Nói chung bang sen của HP thì nghe thì tuyệt vời rồi. Trong phòng hơn 20 mét của mình nghe thoải mái mà không cần phải cắm tai phone hay loa ngoài.
các bạn yên tâm, một chiếc máy có cả bộ Bluetooth nhá, bộ Bluetooth 5.0 nên sẽ hỗ trợ các bạn băng thông tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài cực kỳ hay. Màn hình và âm thanh sẽ cho ở thang điểm 10 hết các bạn ạ. Chiếc máy rất tuyệt vời. Máy em có màn hình Full HD thì còn có màn hình chuẩn 4K các bạn nhé. Còn Full HD thì dễ dàng hơn các bạn làm trong lĩnh vực thiết kế, bởi vì con màn hình nó sẽ không quá nhỏ. Âm thanh và hình ảnh rất hay. Vâng, thưa các bạn, tớ sẽ test khả năng dựng video 4K của chiếc máy này nhá. Nói chung là với sức mạnh phần cứng nó khỏe như này và cả màn hình Quad Pro thì dựng thoải mái anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ thử này. 1, 2, 3. Các bạn sẽ thấy sức mạnh nó hoạt động nhá. CU8850H nó cũng rất là khỏe đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là cả màn hình tham gia xử lý này, 40 mấy% này. CPU kìa, CPU càng khỏe, màn hình càng khỏe sẽ hỗ trợ các bạn dựng đồ họa càng tốt. Mặc dù là dựng như này thì cũng không cần thiết phải đến cả Quad Pro đâu, bởi vì Quad Pro nó hỗ trợ chủ yếu là đồ họa mô phỏng, nhưng dựng 4K thì thoải mái luôn. Các bạn sẽ thấy này, cũng rất nhanh đúng không? Tuyệt vời các bạn ơi, 41 giây. Tương đương còn con gì nhỉ? ProRedition hôm trước mình dựng cái con 7920HQ. Con chip đấy dựng cũng rất khỏe, cũng chỉ 41 giây. Nhưng cả màn hình của nó chỉ là Quad Pro M1200. Chứng tỏ là con 7920 hôm vừa rồi mình dựng thì không phải dạng vừa của chiếc Adel 7520. Thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh render của chiếc máy thì chúng ta sẽ test thêm một phần mềm, đó là Revit. Một phần mềm hay dùng trong lĩnh vực xây dựng. Các bạn sẽ thấy ở đây là một mô phỏng 3D. Mình sẽ test một bức ảnh 600 dpi. Bây giờ chúng ta sẽ test sức mạnh của nó. 1, 2, 3. Với con chip khỏe, màn hình khỏe, nó sẽ hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt. Nhưng Revit thì chủ yếu nó ăn vào CPU. Nếu như các bạn sử dụng các phần mềm lập trình, các ứng dụng giả lập, mô phỏng thì ăn vào CPU tương đối nhiều. Các bạn nhìn thấy nó lát này, mình nghĩ chắc cũng chỉ hết vài chục giây. Và khi bắt đầu chạy chế độ render thì bắt đầu chạy, quạt chạy rất mạnh. 40 giây các bạn ạ, 40 giây. Bây giờ mình sẽ thử loát cái bức ảnh này. Đây, các bạn sẽ thử luôn. 40 giây, rất nhanh. Tóm lại một chiếc máy mà gần 40 mà lại không làm được việc thì chết cha luôn đúng không các bạn? Đây các bạn nhìn thấy này. Ok. Bây giờ thì đến chuyên mục giải trí nha anh em nhá. Một chiếc máy Godison sẽ chứng minh sức mạnh để chơi game. Mặc dù là chiếc máy này mua về là chỉ để chơi game không thì quá lãng phí, bởi vì nó rất đắt mà mua về chơi game. Vega 4G, bây giờ chúng ta sẽ thử. Vâng, thưa các bạn, tớ đang test thử game đó là AVP. Các bạn sẽ thấy đây là một game 3D, yêu cầu cấu hình cực kỳ mạnh. Âm thanh 3% của máy mô phỏng thì quá tuyệt vời, rất to. Mức FPS chúng ta chơi game này lên đến trên 100. Các bạn có thể thấy là cảm hình là GPU chúng ta hoạt động hết 99%. Và nhiệt độ chơi game lại không quá nóng, nó chỉ có 72 độ thôi. Này. Như hình ảnh những chi tiết trên game rất nặng, mô phỏng 3D không gian. Đi à? Đây Nam hướng dẫn. Đây là một game mà chiến với quái vật. Các bạn sẽ thấy là thời dịch bệnh bây giờ, mình không nghĩ là ở xã hội văn minh bây giờ lại có một con virus corona nó làm cả thế giới chúng ta phải hoảng sợ. Có thời gian bây giờ rảnh thì các bạn ở nhà và các bạn có thể giải trí qua game, mạng internet là an toàn nhất cho gia đình của chúng ta, cho sức sống của chúng ta, để làm sao mà tránh được dịch bệnh, qua được cái dịch bệnh này. Mình mong là thế giới sẽ bình an. Một thời gian ngắn nữa sẽ mong rằng sẽ có vaccine để chữa bệnh virus này, virus corona.
Ok, còn với cấu hình như này thì anh em cứ thoải mái các cài các tựa game mà có cấu hình 3D thì vẫn chơi được. TOPG này, CSGO này, mặc dù vận chiến nó không thể ngon lành như cả GTX nhưng Pro vẫn có thể đánh chơi game được anh em nhé. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm sản phẩm đó là chiếc ZBook 15G5. Đầu tiên tớ sẽ thấy đây là một chiếc máy có thiết kế có phong cách thay đổi hơn so với các model cũ. Chiếc máy có thiết kế gọn gàng, vuông góc đó. Với viền màn hình thì ở đây thì hơi dày một chút, nhưng nếu mà so với xu thế bây giờ thì có thể chúng ta sẽ bảo đây là một dòng sản phẩm lỗi thời. Nhưng thưa các bạn, không phải vậy. Với các dòng Mobile Workstation của HP cũng như ThinkPad thì họ vẫn giữ nguyên thiết kế. Đó là một chiếc máy bền, chắc chắn với tiêu chuẩn quân đội, đó là STD80G. Đây là một chiếc máy có màn hình cực kỳ đặc biệt, có độ sáng có thể đẩy lên hơn 600 nit các bạn ạ. Chính xác là 635. Thôi mình cứ làm tròn số 600. Với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 111% sRGB. Một chiếc màn hình sáng, trung thực, tỷ lệ bao phủ màu tốt sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa với gam màu cực kỳ chính xác. Với khả năng nâng cấp RAM của nó lên đến 128GB RAM, kèm theo các chuẩn ổ cứng SDLV-ME tốc độ cao. Một chiếc máy có thiết kế tối giản, chắc chắn với hiệu năng cao sẽ phù hợp cho các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp cũng như các bạn để chạy mô phỏng, các bạn chạy máy chủ, máy ảo. Chắc có lẽ không có gì để chê chiếc máy này. Trọng lượng của máy cũng ở mức vừa phải, đó là dưới 3kg đã bao gồm cả sạc. Thời lượng pin có thể dùng liên tục trong các bạn làm văn phòng, trụ được khoảng 5 tiếng. Nếu các bạn chạy căng, độ sáng 100% đó và chịu tải thì chiếc máy vẫn trụ được khoảng 2 giờ. Đấy. Với wifi chạy nhanh với chuẩn AC mới sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông rất tốt. Với các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ sẽ hỗ trợ các bạn kết nối ra các thiết bị ngoại vi rất tốt. Với cổng Thunderbolt với tốc độ kết nối cao nhất bây giờ có thể ra các tín hiệu âm thanh và hình ảnh băng thông lên đến 40GB một giây. Sẽ hỗ trợ các bạn kết nối cả EGPU, đó là cả màn hình từ rời từ bên ngoài, nếu các bạn muốn tăng tốc xử lý cho chiếc máy này. Đúng không ạ? Nói chung chiếc máy này có lẽ đây là một dòng sản phẩm chuyên nghiệp mình rất hài lòng và hài lòng nhất của HP bây giờ. Còn với giá bán như này, 38 triệu đồng, một sản phẩm có cấu hình cao. Tôi nghĩ đây là một sản phẩm đặc biệt. Thích các bạn là thích một chiếc máy dành cho doanh nghiệp thực thụ của HP thì đây là một sản phẩm phù hợp, mặc dù không quá bóng bẩy nhưng chắc chắn với các bạn là làm được việc. Đấy, các bạn nhìn này, dòng sản phẩm một lần nữa nhá. Nó như này cơ mà. Cầm vào nó chắc lịch luôn, một thiết kế vô cùng thông minh. Đó. Một logo rất đẹp đằng sau bây giờ. Đây. Đấy. Quên mất còn chưa kể đó là với một cái loa 3 ngon sen hỗ trợ các bạn giải trí, xem phim, nghe nhạc. Những bộ phim các bạn hay trải nghiệm trên một chiếc màn hình LED âm thanh hay, không còn gì để bằng đúng không các bạn? Nói chung, đây với mình là một dòng sản phẩm tuyệt vời dành cho các kỹ sư đồ họa. Đặc biệt con ThinkPad trên này mình rất ưng luôn, với 6 phím bấm rất rộng. Con ThinkPad của nó phải nói là quá ngon. Đó, với lắp cắt kim cương, với bảo mật vân tay, với hỗ trợ phần cứng bảo mật, các phần mềm kèm theo của HP, Windows bản quyền, không chê được vào đâu. Thậm chí cả camera của nó có nút che đi. Đó là làm cho các môi trường bí mật, tránh trường hợp các bạn bị hack. HP là tính toán cả rồi, nên các bạn dùng chiếc máy này hoàn toàn có thể yên tâm các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình chân tay và đánh giá dòng sản phẩm đó là ZBook 15G5 của mình. Xin đây là khép lại. Có sản phẩm gì mình xách tay về, độc đáo, ngon lành, ngon bổ rẻ, lại mang đến đây giới thiệu đến mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.